Năm 1996, tiếng Ả Rập trở thành một trong những ngôn ngữ được đào tạo tại trường. Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, từ bộ môn tiếng Ả Rập thuộc khoa ngôn ngữ và văn hóa Nga, sau đó là khoa ngôn ngữ và văn hóa phương Đông, nay là khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Hiện nay, bộ môn ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập hoạt động trực thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ có lịch sử lâu đời, được sử dụng tại 22 quốc gia Ả Rập với hơn 420 triệu người sử dụng và là một trong 6 ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới. Đến với ngôn ngữ Ả Rập, các bạn sinh viên sẽ được học tập và thử sức mình với một ngôn ngữ hoàn toàn mới nhưng không kém phần hấp dẫn. Bên cạnh đó, sinh viên có nhiều cơ hội trau dồi, rèn luyện ngoại ngữ với người bản xứ qua các hoạt động giao lưu văn hóa, tham gia các cuộc thi tiếng Ả Rập trên thế giới. Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Ả Rập được thiết kế để sinh viên ngoài nắm vững 4 kỹ năng thực hành tiếng với các học phần chuyên ngành định hướng biên phiên dịch, sinh viên còn được tìm hiểu về các ngôn ngữ học, văn hóa, đất nước học các nước Ả Rập. Điều này không chỉ giúp các em giỏi về chuyên môn mà còn am hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của người Ả Rập. Điều này là vô cùng cần thiết và hữu ích đối với các em sau này khi ra trường, đi làm và giao tiếp với người bản xứ. Bộ môn ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của nhiều đại sứ quán các nước Ả Rập tại Việt Nam qua các hoạt động tặng học liệu, trao tặng học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt. Hàng năm, chính phủ các nước Ả Rập cấp học bổng cho sinh viên đi học tại nước ngoài. Có rất nhiều học bổng khác nhau như học bổng 1 năm tại các trường đại học ở Ai Cập, Kuwait, Qatar hay học bổng 4 tháng tại UAE, học bổng 2 tháng tại Oman. Đây là những cơ hội tốt cho sinh viên được sinh hoạt và học tập trong môi trường Ả Rập, có cơ hội rèn luyện ngôn ngữ và tìm hiểu về đời sống văn hóa, xã hội của người bản địa, qua đó bồi đắp thêm tình yêu với ngôn ngữ này. Hiện tại, bộ môn ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập đào tạo một chuyên ngành là ngành ngôn ngữ Ả Rập. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên bộ môn có thể trở thành biên dịch, phiên dịch, biên tập viên, thư ký văn phòng, trợ lý đối ngoại, hướng dẫn viên du lịch, nghiên cứu viên. Muốn tìm hiểu thêm về bộ môn ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập, các bạn có thể tìm đến tầng 5 nhà A1, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, hoặc liên hệ theo số điện thoại 0246 2537 731. Muốn tìm hiểu một nền văn hóa độc đáo, đa dạng với những thánh đường Hồi giáo kỳ vĩ, những kim tự tháp bí ẩn với những điệu múa bụng hấp dẫn, hay để làm chủ tiếng Ả Rập, một ngôn ngữ đẹp và sâu sắc, đừng ngần ngại đến với bộ môn ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập để có được những trải nghiệm đáng nhớ trong 4 năm đại học của mình.